Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Chạy đâu mà nhanh quá nhỉ? Đây à? Đây à? Đậu xanh, đây à? Úi dồi ôi, phát mát giả kim này em ơi, mày chạy đi em ơi. Chạy hả em ơi? Phát mát giả kim này em ơi, ok. Chết vì thùng dầu nhà em, buồn chưa? Thanh niên, đứng cạnh thùng dầu để thủ hả em ơi? Ok nhá. Uầy, đồ ngon chỗ này anh em, quá là ổn rồi nha. Ô ra các kiểu này anh em. Anh em thấy ngon chưa? Uầy, đổi lượng súng nữa này. Các bạn là kẹo à? Đổi đồ nhanh quá, đâm ra là toàn bấm lậu thôi anh em ơi. Ok, ô ra này. Tuyệt vời nha mọi người. Đó, có cả scope 1x luôn, quá đã. Let's go và hãy cùng kẹo đi sân mạng nào những người anh em. Dũng với lại Hoàng Bi thì ngày hôm nay là chưa có like em ơi. Like muộn mà. Đấy, có mỗi like thôi à. Lần lờ qua chỗ này con nào anh em. Wow. Hiện tại thì kẹo đã có đó là 33 này. Có một cái giáp 3 này. Mũ 2 thôi mọi người ơi. Nên là để xem mình sẽ kiếm lấy một cái mũ level 3 nhỉ anh em. Ok ok. Em ơi, thế là Laura bắn toàn trượt thế à em. Thật ra là do người chơi nữa, bởi vì là có những cái pha mà công nhận là kẹo bắn gà quá. Nên là vẫn trượt bình thường nha anh em. Chứ còn anh em nó mà Laura bắn không trượt phát nào là hơi bị sai sai đấy. Ôi bắn nhau căng vậy. Bắn nhau căng vậy, các bạn đây, đây đây, mình đây, mình đây. Các bạn làm gì ở dưới này vậy? Đậu xanh làm gì mà căng, làm gì mà căng, làm gì mà căng, làm gì mà căng, làm gì mà căng này. Ok. Như vậy là kẹo đã có được bạn thứ ba ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em ơi. Tranh thủ lúc nãy là mình vừa bỏ lỡ một cái chảo thì phải. Đó. Bây giờ là chỉ cần chạy qua và lượm xác cho nó thôi. Đấy đấy. Nữa hả? Đậu xanh. Đây này anh em ơi, người này. Đây này anh em ơi, ok. Ui, vẫn đang còn người đấy hả? Ủa, làm gì mà căng. Làm gì mà căng bạn ơi. Có giỏi lên đây chơi này. Mình sẽ quần máu của đã anh em ơi. Đang ngay phía dưới thì phải. Ok ok. Qua đây bạn ơi. Qua đây bạn ơi, qua đây bạn ơi, qua đây bạn ơi. Này, qua đây. Có giỏi qua đây mây. À đừng đấy à. Đừng đấy sẽ anh à. Ok ok. Đừng đấy sẽ anh à. Mày sẽ anh đi em ơi. Mày sẽ anh đi em ơi. Nào. Nam ơi. Ui, Nam ơi. À. Làm gì vậy? Ui, làm gì vậy? Đã xong rồi nhà em ơi. Phía dưới này các bạn ơi. Phía dưới này anh em ơi. Có ngay một đứa nữa nhá. Ủa bạn ơi. Bạn ơi, làm gì mà căng. Ui, đông quá nhỉ anh em. Pha này hơi bị đông nha. Đậu xanh này, làm gì vậy? Qua đây em ơi. Một xếp một keo thì gắt rồi các bạn ơi. Đậu xanh này. Đã xong nhé. Lúc nãy là kẹo bấm lộn vào phím 5 anh em ơi. Ok ok. Từ từ. Ngay phía trên còn người nha anh em. Let's go. Ui. Đây hả, đậu xanh. Đây hả. Ui. Đây hả, đậu xanh. Ok. Anh em thấy Goza sấy kinh chưa? Quần màu cái đã các bạn ơi. Khá là nhanh chóng thì kẹo đã có cho mình được mạng thứ 7 nhá. Bây giờ là xem các bạn là kẹo sẽ muốn lượm thêm đạn tử liên này. Ui nữa hả? Đậu xanh này. Ui nữa hả? Đậu xanh này em ơi. Mày làm gì vậy hả em ơi? Có giỏi qua đây em. Nào. Qua đây em ơi. Qua đây em ơi. Này qua đây em ơi. Qua đây em ơi. Làm gì mà bắn ghê vậy hả em? Chẳng nhẽ anh lại sợ chú cả. Ok nha anh em. Vẫn bơi đi và chúng ta sẽ lượm thêm hai băng đạn tiểu liên nữa nhé. Đạn súng trộm đang còn rất là nhiều này anh em. Ok ok. Let's go và cùng kẹo đi sân mạng nào anh em. Nữa hả? Đậu xanh AFK hả mấy? AFK này. Gặp phải thanh niên AFK này. Và cho bạn ấy xanh mộ rồi nhá. Đây con nào mọi người. Uầy, căng chưa, căng chưa. Kẹo đã có được mạng thứ 9 rồi anh em ơi, đấy không.
Ok, cảm ơn Kaki TV đã gửi cầu tạ nhé. Hello nha em, và đây rồi. Đây rồi nha em ơi, Ui. Anh em, thầy Goza sấy kinh chưa? Sấy kinh hồn luôn anh em ạ. Gắt thật. Ok anh em. Này nữa hả? Ui. Nó chạy xa quá rồi các bạn ơi, đây. Kẹo chạy qua rồi nha. Ui. Gắt vậy. Ui, gắt vậy anh em. Ui, anh em sẽ nhau căng vậy. Ui. Các bạn ơi, sẽ nhau căng quá nhỉ. Let's go nào các bạn ơi. Phía sau này có một đứa thì phải này. Ui, xem nào đây. Thế còn người đâu? Người đây à? Người đây này, xanh mộ cho em ơi. Đậu xanh này em ơi. Ui, đậu xanh này em ơi. Gắt thật các bạn này, xảy nhau này. Ghê chơi anh em ơi. Từ từ, đứng tạm đây cái đá này. Từ từ các bạn ơi. Mình xem nào. Hiện tại mình có mỗi 2 cái bom keo thôi nha em ơi. Dựng luôn nha. Ok mọi người. Cái đậu xanh nhé em ơi. Ok đã xong nhé. Đây à? Ui phía trên à? Phía trên nào và đã xong rồi nha. Tưởng gì. Ok mọi người. Cả đã có được mạng thứ 13 ở trong cái ván đấu này rồi nha. Mấy cái thanh niên dơm dơm này thì easy anh em ơi. Từ đây. Kẹo xem lượng thêm bom keo của đã anh em ơi. Bom này bo nó thu không thấm mấy nên là yên tâm. Chạy vào vẫn cứ là ok nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ lên nóc nhà một xíu nhé để rút xác thanh niên ở trên nóc nhà nha. Lên luôn nào anh em. Đây rồi. Lên luôn nha mọi người. Có một đứa vừa đứng ở trên này nhá. Đây rồi này. Tưởng gì cơ. Tìm nó khá là dễ anh em ơi. Ơ mở giáp hơi nát này. Thật ra giáp mình còn giáp hơn. À quên. Thật ra giáp mình còn nát hơn cả giáp nó nữa cơ. Thôi kệ có thì xài tạm nha mọi người. Đây rồi. Cả đã còn 6 túi máu nha anh em. Let's go. Mình sẽ xuống phía dưới cái đá nào. Ok. Mất có xíu máu thôi nên là khỏi bơm rồi anh em. Để cho cái vạch AP nó tự cộng HP nhá. Wow. Người đâu cả rồi anh em. Có lẽ là bây giờ thì kẹo sẽ lên cái đồng coi anh em ơi. Khả năng cao là cái đồng sẽ có rất là nhiều thanh niên nhá. Ok ok các bạn ơi. Lên luôn cái đầu nhỉ chứ ngại gì hả anh em. Mọi người chờ kẹo xíu nhá. Đây rồi anh em ơi. Chỉ còn lại có 8 người chờ nữa ở trong cái ván đấu này thôi mà anh em. Nên là lên xíu nào anh em ơi, lên trên này. Nếu mà có được nâng giáp thì ngon anh em ơi. Chứ còn cái giáp này thì không ổn rồi. Ui đậu xanh. Ê bạn ơi đừng. Đây à. Ui, giáp vẫn chưa bay mọi người ơi. Mỗi tội là mũ thì càng ngày càng nát rồi anh em ơi. Giáp không bay thì mũ bay vậy. Thằng này có giáp mới không vậy? Để con nào anh em. Cứ lượm đồ cái đã. Ủa anh em ơi. Thằng này nó còn không có giáp nữa cơ anh em. What the hell. Như này thì chán quá nhỉ anh em. Thảo nào, mình sẽ nói dễ vãi trưởng. À, cái đậu xanh. Chỗ này có người nha các bạn ơi, đây. Ở ngay thẳng phía UAV luôn nha. Đậu xanh. Đây rồi, ui. Đây rồi. Đứng sau tảng đá hả em. Có giỏi có đem ơi. Có giỏi có đem ơi. Anh lại cho vỡ đầu bây giờ. Anh em ơi, ở đây là không có cái hộp nâng giáp nha. À đây. Nó vừa thập thò cái đầu sau tảng đá nha mọi người. Ok ok, làm gì mà căng bạn ơi. À chạy à. Chạy à.
Mình lại sợ các bạn quá cơ. Ơ, thằng nào vừa gọi ôn thính ở ngay chỗ này vậy? Có một đứa vừa gọi ôn thính anh em ơi. Ok ok đây, chạy qua ngay nhá. Nên có là 8 bom keo cơ nên là mình không ngại ở đâu nha. Let's go nha em ơi. Qua đoạn trên này có nào anh em? Ở đây à? Người đây à? À đây, tưởng gì. Ui, hai đứa thì phải, có cả xe nữa cả. Gắt vậy. Ui ui, ui ui. Nó xuống lút đồ anh em ơi. Phía trên này, phía trên này anh em ơi. Ui, phía trên này anh em ơi. Ok. Nữa hả? Xuống xe em ơi. Ui, xuống xe em ơi. Ui, xuống xe em ơi. Ok. Đã xong rồi nhé này. Tưởng gì cơ, các bạn làm gì ngoài này vậy? Mình lại xấy cho các bạn xanh mộ luôn nha. Ok anh em ơi, 17 kill rồi. Và hiện tại thì cái này có đó là 25 mắt xem nhá. Xem có giáp mới không anh em. Chắc là thính thì chúng ta sẽ có giáp mới nha. Ôi, đậu xanh. Ui. Thôi anh em ơi, xuống tạm cái giáp 3 cũ nhá. Đành vậy thôi anh em. Mình chạy qua cái đôn tính coi biết đâu là sẽ có giáp mới nha mọi người. Anh biết là nát giáp rồi mà em ơi, nhưng mà anh chưa có giáp mới để thay cơ. Ok, giáp 3 mới này, tuyệt vời. Có giáp mới thì chúng ta phải gọi là chiến, nó cứ là ok nha. Kẹo sẽ chạy qua phía này coi anh em ơi. 17 kill rồi, còn lại 3 mạng cuối nữa thôi anh em ơi. Cố gắng kiếm lấy trận top 1 luôn nhỉ. Có xe Lamborghini nhưng mà kẹo không có chạy. Kẹo thích chạy con xe Monster Truck này cơ, để cán người cho nó dễ đấy. Uầy, người đâu rồi nhỉ anh em ơi, chưa thấy ai cả. What the hell, chúng nó lại chạy đâu cả rồi. Ơ, hẳn là không có ai cả, ghê vậy. Đây đây các bạn ơi, lên ngay phía trên này nha anh em. Ơ ơ, không có ai. Anh em thấy là chỗ nó đâu cả rồi. À đây, à đây. Ôi, dựng bom keo cả, làm gì vậy? Dựng bom keo cả, làm gì vậy? Dựng bom keo đây em ơi. Dựng bom keo đây em ơi. Hay là dựng bom keo cả. Anh lại sợ cái chú quá cơ. Lên xem nào các bạn ơi, đây. Ôi ôi ôi, gì vậy? Bắn súng bắn tỉa cơ. À hẳn là, ơi đứa đi em cơ. Đâu rồi vậy hả? Chỗ này à? Kẹo khá là nghi nha anh em ơi. Nó đâu đó ở ngay chỗ này anh em ơi. Vòng lại coi nào. Đây à? What the hell, đây à? Đây à? Ok. Lên xem nào các bạn ơi, đây. 19 kill rồi anh em ơi, đây. Và đây sẽ là cuộc chiến solo 1v1 giữa mình và thiên địch còn lại ở trong cái ván đấu này nha. Wow. Chưa thấy ai, chưa thấy ai anh em ơi. Đậu xanh, đậu xanh. Trên này không có một ai cả. Wow. Gì vậy? Thế người đâu vậy hả các bạn ơi? À, trong nhà, trong nhà. Ăn sẽ cắn coi em ơi. Có dọn ra ngoài đi em ơi. Ui, 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 gì vậy, gì vậy? Bạn ơi, từ từ. Làm gì mà căng hả bạn ơi? Làm gì mà căng hả bạn ơi? Ui. Làm gì mà căng hả? Ui. Anh em, từ từ nhá. Từ từ nhá anh em ơi. Ui. Đậu xanh bạn ơi. Đậu xanh này. What the hell thế này? Hay quá nhỉ em, tuyệt vời. Úi dồi, quẩy cho nhà mọi người. Đây, hiện tại đã có 28 mắt xem nha. Let's go. 20 kill top 1 này. Anh em thấy ghê chưa?
Ok mọi người. Như vậy là trong cái vài đô này thì cả đã có được là 20 kill top 1 nhá mọi người. Anh em thấy ghê chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.